chi đội 833. Sau đây, để hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, lớp 833 xin kính gửi đến thầy cô và các bạn tiểu phẩm kịch đặc sắc. Xin kính mời thầy cô và các bạn đón xem. Chiều không sao, còn chiều mình ra thành phần đó. Thế giờ cũng thi xong cơ, vì nhẹ cả người như thế nhỉ? Ai cần nấu ở bánh khách vở, tại sao thành bộ xương khô rồi đấy anh? Thế thì anh em mình phải đi liên hoan nhẹ cho đó, còn không phải chi nhỉ? Được, đi, đi. Ôi, bây giờ anh em về nhà tôi chơi điện tử tí nhỉ? Bây giờ về thì còn sớm chán. Nhưng mà đã ăn xong đâu? Vừa đi vừa cầm ra ăn đi, tay lái mình lụa mà. Chuẩn, bạn sợ à? Được đó, đi. Đi qua.
linh của tôi, cuộc sống của tôi. Nếu ông đi có biết nhìn đường mà làm gì chở cái đi. Cuộc sống của ông mà quan trọng à? Tôi không có mũ bảo hiểm đâu này. Chính các ông đi sản hàng xa chứa là đổ lỗi chúng tôi. Vừa đi vừa nhìn nhìn ngó ngó đố cái hàng nó hiệu được mà thấy. Các cậu vừa đi vừa ăn thì có gì hơn cùng tớ. Thôi thôi, các cậu đánh nhau ở đây làm gì? Đây mất hình ảnh học sinh trường học sĩ quá. Phải đấy, các cậu sao không? Chắc là không sao đâu. Ừ, không sao là tốt rồi. Vừa nãy chúng tớ đi dạo ngoan qua đã chứng kiến toàn bộ sự việc với Tiến Lâm, Hồng, Tiến. Các cậu vừa đi vừa ăn gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và người tham gia giao thông xung quanh. Các cậu thấy không, cái ngõ của trường mình nhỏ tí mà các cậu vừa đi vừa lần hàng ba hàng bốn như thế thì làm sao mà chả gây tai nạn tai nạn giao thông. Còn về phía khi ăn vào sau rồi thứ hai, cậu có đội mũ bảo hiểm và di chuyển với tốc độ an toàn, nhưng các cậu không quan sát kỹ hay không xử lý kịp tình huống va chạm vừa rồi. Các cậu cũng cần lưu ý nhé, khi tham gia giao thông phải quan sát kỹ, và nếu có vô tình xảy ra va chạm thì ai lại cãi cậu ầm ĩ cho hai cậu mấy cậu mà phải xử lý giao thông như chưa được. Sao lúc đó bọn tớ giận quá mất hồn. Cảm ơn hai cậu. Lần sau bọn tớ sẽ rút kinh nghiệm. Trời đã muộn rồi, chúng mình cùng về nhà để chuẩn bị cho bài ngày mai thôi. Kính thưa tất cả thầy cô giáo, không đơn thể các bạn học sinh, hiện tượng học sinh đi xe chưa chấp hành, tuân thủ luật giao thông, dàn hàng, đánh võng để xe bừa bãi khắp nơi đã và đang là một hiện tượng học sinh trường học thị chúng ta mắc phải. Vậy, thông qua tiểu phẩm lần này kết hợp với tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, chúng em muốn truyền tải thông điệp đến toàn bộ các bạn học sinh trường trung học cơ sở Ngọc Thụy. Chúng ta nên thượng tôn pháp luật một cách chung và rút kinh nghiệm, tuân thủ tham gia chấp hành luật giao thông một cách có ý thức, xứng đáng với hình ảnh của một học sinh thủ đô văn minh thanh lịch. Tiểu phẩm của lớp 8A3 đến đây là kết thúc. Chúng em cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc thầy cô và các bạn có thật nhiều sức khỏe và có một tuần lễ vui vẻ và bổ ích.